trời có nắng nên mình quyết định đi ra bờ sông quay một chút cho mọi người xem, cho đỡ ghiền, thấy cảnh mùa đông xứ lạnh như thế nào. Năm nay thì mình thấy tuyết rơi cũng ít chứ không nhiều, trừ 2 ngày bị bão tuyết thôi. Sau đó là cũng bình thường, rơi bình thường, không có nhiều như mọi năm. Mùa đông thì mỗi năm mỗi khác, nhưng mà thường là lạnh nhất của mùa đông từ tháng 1 tới tháng 2, tuyết rơi nhiều và lạnh cực kỳ. Nhưng năm nay thì mình thấy cũng bình thường thôi. Mình đi quay hôm nay thì thời tiết cũng cộng gió luôn, là khoảng trừ 15 đến 16 độ gì đó, không có lạnh lắm. Nếu những năm khác hay năm vừa rồi thì âm ít nhất cũng cộng gió luôn, là khoảng tháng 1 là khoảng âm ba mấy 40 độ cũng có. Nhưng năm nay thì mình thấy giờ đầu tháng 1 rồi, cũng không có tuyết rơi, không có nhiều mà cũng không có lạnh lắm. Mọi người thấy không, cảnh tuyết với cây, những cái cây nó rụng lá, là cảnh tuyết trắng xung quanh rất là đẹp, nó thơ mộng. Giống như hồi đó mình ở Việt Nam, mình coi phim, mình thấy những cái cảnh này, mình thấy, mình tưởng tượng, mình không có thể nào mà mình thấy tuyết thật như những cái cảnh như trong phim như vậy. Nhưng mà khi mình qua được bên đây thì mình thấy cái cảnh này như trong phim vậy đó, rất là đẹp, thơ mộng. Nhất là những khi mà tuyết đang rơi, tuyết đóng lên những cái cành cây, nó phủ lên những cành cây, nhìn rất thơ mộng, như trong phim mình coi ngày xưa vậy đó. Cảnh đẹp, rất là đẹp, cảnh vật rất là đẹp, nhưng mà lạnh nha mọi người. Nhưng mọi người ra ngoài bạn đầy đủ ấm, giữ ấm thì không sao cả. Âm có 15-16 độ thì không đến nỗi. Cảnh vật rất là đẹp. Cảm ơn mọi người đã xem cái video clip của mình. Cảm ơn, và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình nha. Có gì hay vui hay là có những cảnh vật đẹp gì thì mình sẽ quay cho mọi người coi. Mọi người nhớ ủng hộ cho mình nha. Nhớ like, share and đăng ký cho mình. Mình cảm ơn mọi người. Mình sống cũng gần trong thành phố nên mình không có đi ra ngoài quay nhiều cho mọi người xem. Nếu mà mình đi xa thành phố hơn một chút xíu nữa thì cảnh vật còn đẹp hơn nữa. Cảnh tuyết trắng xóa, những cánh đồng tuyết trắng xóa rất là đẹp. Mình lái xe không có giỏi vào mùa đông nên mình không có dám đi ra ngoài xa để quay cho mọi người xem. Nếu có cơ hội mình sẽ đi quay cho mọi người xem ở phía ngoài thành phố nó đẹp như thế nào. Đẹp lắm mọi người ơi. Những người bạn mình đã quay những cái cảnh xa thành phố ở phía ngoài, kia bằng ngoài vùng ven đó, rất là đẹp.